Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh vlog của Hoàng Đệ nha. Thì hôm nay mình có đi làm trong này, mình thấy con suối nó rất là đẹp. Để mình review con suối này cho các bạn xem nha. Đây, bắt đầu mình sẽ cho các bạn xem con suối tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đây, các bạn thấy con suối đẹp chưa? Để mình lội dưới đó cho các bạn xem nha. Mình sẽ lội qua con suối này cho các bạn xem. Suối này rất tuyệt vời luôn các bạn. Đây. Đây các bạn. Đây, thấy gì chưa? Suối quá đẹp luôn. Đây, thấy gì chưa? Tuyệt vời luôn. Mình thì sẽ đi ben quanh đó, vòng vòng quanh đó cho các bạn xem nha. Đây. Thấy chưa? Chưa mát lắm nha các bạn nha. Đây rồi, thấy chưa? Suối này quá đẹp luôn. Bạn nào có dịp đi Đà Lạt lên cái chỗ này, mình sẽ chỉ cho các bạn. Thấy con suối nó đẹp, quá đẹp luôn các bạn. Đây. Mình ra giữa suối này các bạn nha. Quay cho các bạn xem nè. Nếu như các bạn mà thấy video này, cái suối này đẹp tuyệt vời thì các bạn hãy bình luận để lại phía dưới cho mình nghe. Và nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy cho mình một kênh, một like, một đăng ký, một chia sẻ để mình có động lực mình làm những video hay hơn để cho các bạn xem nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.